Mình sẽ giới thiệu cho các bạn có một bữa ăn vặt không tốt của các bạn nào. Hôm nay thì mình không biết ăn gì nên quyết định là sẽ ăn những món đồ ăn ở trong tự nhiên nha. Trước mắt thì mình quyết định là sẽ đi thu hoạch một chút thạch. Hôm nay chỉ có một miếng khóm. Mình hơi thèm sữa nên quyết định sang cây sữa. Cây sữa này khá là ngon chứ không có béo. Mình thèm bánh gạo, để cho hai đứa em mình ăn. Mấy cây này chưa có ra gì phải. Hai cây này ra nè. Thì hộp một chút xíu thôi là mình đã có được một buổi ăn khá là free. Vậy thì kiếm thử thức xem thôi. Em của mình thì nó khá là quay mọi người. Chứ không thể thử có trứng gạo nha. Á, từ từ. Trứng gạo rất là ngon quay. Phải đúng không? Ngon. Cái này tên là Happy Star. Ê, Happy Star. Sữa nó béo đi. Khóm. Khóm nhà trồng. Tất cả những đồ này đều không đồng hết, đều nhà mình trồng. Bạn nào muốn mua hạt giống thì đến chỗ mình liên hệ mình lấy hạt giống cho. Cái vị khá là nồng. Ngon. Mình ngồi bên đây để cho ăn kia với con hình. Có điều hơi nhỏ. Từ từ mày. Từ từ đoạn bánh gạo. Bánh gạo này ngon mà sao không bơi được. Không đồng.